Xin chào tất cả các bạn, em tên là Lê Quang Vinh lớp IVK43. Hôm nay em xin trình bày về asexual. Và một ngày đẹp trời, bạn nhận ra mình trước giờ không cảm thấy hứng thú với tình dục, chưa xác định được giới tính mà mình thích thì có thể bạn nằm trong nhóm giới tính asexual. Asexual còn được gọi tắt là ace, một cách viết tắt của phiên âm vô tính. Các nhà nghiên cứu thường định nghĩa và vô tính là sự thiếu hấp dẫn về tình dục hoặc sự thiếu quan tâm đến tình dục. Nguồn gốc và lịch sử. Tình dục vô tính lần đầu tiên được bắt nguồn như một khái niệm vào cuối những năm 1890 trong cuốn Sappho and Socrates của nhà tình dục học người Đức Magnus Hirschfeld, đã đề cập đến những người không có ham muốn tình dục, gọi họ là anesthesia sexual. Sự hiểu biết hiện đại về tình dục vô tính lần đầu tiên được củng cố vào thế kỷ 20, đặc biệt là khi nó được đưa lên thang đánh giá xu hướng tình dục những năm 1940, gọi là thang Kinsey. Phổ biến dữ liệu thực nghiệm sâu hơn về nhân khẩu học vô tính xuất hiện vào năm 1994, khi một nhóm nghiên cứu ở Vương quốc Anh thực hiện một cuộc khảo sát toàn diện về 18.876 dân cư Anh bị thúc đẩy bởi nhu cầu thông tin tình dục sau đại dịch AIDS. Cuộc khảo sát bao gồm một câu hỏi về sự hấp dẫn tình dục, trong đó có 1,05% người được hỏi trả lời rằng họ chưa bao giờ cảm thấy bị thu hút tình dục với bất kỳ ai. Vậy người vô tính có đời sống tình dục như thế nào? Nó có ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần hay không? Có một cuộc tranh luận đáng kể về việc liệu vô tính có phải là xu hướng tình dục hay không, hay nó là một bệnh lý về rối loạn tình dục. Nó đã được so sánh và đánh đồng như chứng rối loạn ham muốn tình dục giảm hoạt động, hay gọi tắt là HSDD. HSDD đã được sử dụng để y tế hóa vô tính, nhưng vô tính nói chung không coi là một rối loạn, bởi vì nó không nhất thiết định nghĩa một người nào đó có vấn đề về y tế hoặc các vấn đề liên quan đến người khác về mặt xã hội. Nghiên cứu đầu tiên cung cấp dữ liệu thực nghiệm về người vô tính công bố vào năm 1983 bởi Paul Neurath liên quan đến mối quan hệ giữa xu hướng tình dục và sức khỏe tâm thần. 689 đối tượng, hầu hết là sinh viên tại các trường học khác nhau ở Hoa Kỳ, tham gia các lớp tâm lý học hoặc xã hội học, đã được thực hiện một số cuộc khảo sát bao gồm 4 hang đo sức khỏe lâm sàng. Kết quả cho thấy những người vô tính đã có lòng tự trọng thấp và dễ bị trầm cảm hơn so với các thành viên của các khuynh hướng tình dục khác. Nghiên cứu trên cho ta thấy vô tính không phải là bệnh, nhưng xu hướng tình dục của người vô tính có thể dẫn đến bệnh lý ở người vô tính như rối loạn lo âu, tâm trạng và trầm cảm. Về hoạt động tình dục, trong khi một số người vô tính thủ dâm như một hình thức để giải tỏa đơn độc hoặc quan hệ tình dục vì lợi ích của bản tình, những người khác thì không. Fisher và cộng sự báo cáo rằng các học giả nghiên cứu sinh lý học xung quanh tình dục vô tính cho rằng những người vô tính có khả năng kích thích sinh dục nhưng có thể gặp khó khăn với kích thích chủ quan. Có nghĩa là bạn có thể kích thích cơ quan sinh dục vào trạng thái để chuẩn bị quan hệ, nhưng tâm trí bạn thì không cảm thấy thích thú khi trải nghiệm quan hệ tình dục. Phân loại vô tính song tính là những người bị thu hút về mặt tình cảm bởi cả hai giới nam và nữ. Vô tính là không có tình cảm với bất cứ giới tính nào. Đồng tính vô tính là có tình cảm với những người cùng giới. Dị tính vô tính là có tình cảm với những người khác giới. Toàn tính vô tính là có tình cảm với những người bất kỳ không quan trọng đến giới tính của người đó. Tiếp theo, ta sẽ tìm hiểu đến cộng đồng người vô tính, nơi giúp các bạn cùng hoàn cảnh có thể chia sẻ và hiểu hơn về vấn đề mình mắc phải. Asexual Visibility and Education Network, mạng lưới giáo dục và nhận thức về vô tính, viết tắt là AVEN, là một tổ chức được thành lập bởi nhà hoạt động tình dục vô tính người Mỹ David Jay vào năm 2001, tập trung vào các vấn đề về tình dục vô tính. Các mục tiêu đã nêu của nó là tạo ra sự chấp nhận và thảo luận của công chúng về vô tính và tạo điều kiện cho sự phát triển của cộng đồng vô tính. Đây là ký hiệu hay còn gọi là lá cờ vô tính. Nó bao gồm 4 màu sắc: đen, xám, trắng, tím. Màu đen đại diện cho người vô tính, màu trắng đại diện cho giới tính, màu xám là đại diện cho khu vực xám giữa vô tính và giới tính, và màu tím là đại diện cho cộng đồng. Và sau đây là những người nổi tiếng được ghi nhận là người vô tính. Đây là Isaac Newton, Nikola Tesla, Sherlock Holmes. Những người này có đặc điểm chung là trí tuệ rất thông minh, hết mình vì công việc và không ham muốn tình dục. Tóm lại, vô tính là sự thiếu hấp dẫn về tình dục hoặc thiếu sự quan tâm đến tình dục. Người vô tính tuy chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong dân số, nhưng thế giới cộng đồng được nhiều người ủng hộ. Vô tính không phải là bệnh mà là xu hướng tình dục của người vô tính, có thể gây ra các rối loạn về tâm trạng, lo âu, đôi khi dẫn đến trầm cảm, tự tử. Và trình bày của em đến đây xin hết. Cảm ơn mọi người đã xem và lắng nghe.